Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc hành trình tại World Cup nữ 2023 thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có một tuần để nghỉ ngơi. Toàn đội đã tập trung trở lại và tập luyện để chuẩn bị cho ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân từ ngày 10 tháng 8 vừa qua và trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn tiếp theo trong năm nay sau World Cup nữ 2023, đó là ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thời gian này, toàn đội sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên, trung vệ Trương Thị Kiều đã nhấn mạnh những trải nghiệm quý giá từ World Cup sẽ mang tới nhiều bài học cho đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN sắp tới. Thi đấu nước ngoài có kiểu là thế giới luôn rồi, nên tụi em rất là học hỏi đội bạn rất là nhiều. Nên cả khi bác cũng như vậy nữa. Bác cũng nói là tụi em cần thiếu những cái gì, tụi em phải tập nhiều hơn cái đó nữa. Nên vậy lúc nào bác cũng động viên tụi em, không phải vì buồn mà mình không được ghi bàn hay là mình không có điểm, và tụi em lấy cái đó thêm động lực để cố gắng gần tương lai nữa. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Trong đó, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cả về lực lượng lẫn đẳng cấp. Đánh giá về đối thủ này, trung vệ Trương Thị Kiều chia sẻ thêm. Em thấy Nhật là kiểu người ta đá rất là kiểu như thế nào đó, vậy quyết tâm á, kiểu lúc nào cũng giống như kiểu đồng đội. Tiếng trên thì giống như qua tiếng trên thì có tiếng dưới thì có tiếng dưới hơn nữa, kiểu rất là chặt chẽ. Trước buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tiến hành họp bàn với các cộng sự để thống nhất về những nội dung quan trọng trong chiến dịch mới của toàn đội. Trong thời gian Huỳnh Như vắng mặt để sang Bồ Đào Nha thương thảo với Lanh FC, tiền đạo Phạm Hải Yến sẽ giữ vai trò đội trưởng. Trong khi đó, hai đội phó là thủ môn Trần Thị Kim Thanh và trung vệ Trương Thị Kiều. Bước vào buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dành khoảng 10 phút để trao đổi cùng với các cầu thủ. Sau đó, ban huấn luyện đã cho toàn đội tập các bài bổ trợ để tăng cường về thể lực và sức mạnh. Điều này là rất cần thiết để các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái tập luyện sau một tuần nghỉ ngơi. Do chưa có được thể trạng tốt nhất, trung vệ Trương Thị Kiều và thủ môn Kim Thanh được bố trí tập riêng dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Ở đợt hội quân lần này, trong bản danh sách gồm 25 cái tên, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định điền tên nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Duyên hay Nguyễn Thị Thùy Linh để nâng số cầu thủ sinh sau năm 2000 của toàn đội lên 11 người. Trong số này, sự trở lại của Trần Thị Duyên nhận được nhiều sự quan tâm. Cầu thủ 23 tuổi từng được đánh giá có triển vọng lớn, tuy nhiên trong 2 năm qua đã phải vất vả vật lộn với chấn thương dây chằng đầu gối. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa nặng hạt. Tuy nhiên, toàn đội vẫn hoàn thành trọn vẹn các bài tập do ban huấn luyện đề ra. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Sau đó, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Hải Phòng trước khi trở về Hà Nội để chuẩn bị di chuyển tới Trung Quốc.